Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Bí quyết thành công. Theo bạn thì trên cuộc đời này, người sống như thế nào là khôn ngoan và hạnh phúc nhất? Có nhiều người sẽ ngay lập tức trả lời rằng đó là người giàu, đó là tỷ phú, là người có nhiều của cải và tiền bạc trong tay. Họ kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc hẳn sẽ luôn vui vẻ và chẳng bao giờ phải buồn phiền. Trong khi đó, không ít ý kiến khác lại cho rằng người nghèo cũng có cái vui riêng của họ. Họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không cần phải lo sợ số tiền của mình bị lãng phí và không kịp thời đầu tư vào một vụ sinh lời nào đó. Và thậm chí, trong xã hội kim tiền, trắng đen lẫn lộn như hiện nay thì có không ít người giàu giả nghèo, người nghèo giả giàu. Vậy thực sự, ai mới là người khôn ngoan nhất? Liệu bạn có đang sống theo cách của người khôn ngoan hay không? Câu trả lời có thể sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ đấy. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công để tìm ra ẩn số này nhé. Chắc chắn sau khi xem xong video này, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn vào việc chỉ quan sát vẻ hào nhoáng bên ngoài để đánh giá chiều sâu hạnh phúc trong cuộc sống của một người nào đó. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé. Một ngày nọ, nhà vua cùng các quan đại thần đi nghỉ mát tại Sơn Trang để tránh nóng. Trong một lần nhàn rỗi, ông vừa đi dạo vừa hỏi chuyện hai tâm phúc của mình rằng: "Hai vị ái khanh hãy nói xem ai mới là người giàu nhất thiên hạ này?" Một vị lập tức nịnh nọt trả lời: "Đương nhiên là thánh thượng giàu nhất, vì cả thiên hạ này đều là của ngài rồi." Một vị còn lại thẳng thắn trả lời: "Thần cho rằng người giàu nhất là người cần kiệm, nếu biết cần kiệm thì dù nhà chỉ có 4 bức tường cũng sẽ dần dần mà giàu có." Nhà vua lại hỏi: "Thế ai mới là người nghèo nhất thiên hạ này?" Vị nịnh thần đáp: "Còn ai ngoài kẻ ăn mày, trên không có một viên ngói, dưới không có mảnh đất cắm rùi." Vị thần tử còn lại đáp: "Kẻ nghèo nhất thiên hạ chính là người tham lam, đã tham lam thì cho dù có gia tài bạc triệu rồi cũng sẽ tiêu xài sạch sẽ." Quả thật, cuộc đời giống như một ván cờ, chuyện giàu nghèo giống như hai quân đang ở giữa trận chiến, đan xen lẫn lộn với nhau, không thể phân định rõ ràng. Cuộc sống cũng không thể phân chia đơn giản thành người giàu hay người nghèo, vì họ còn chia ra người giàu giả nghèo và người nghèo giả giàu. Kiểu thứ nhất, người nghèo giả giàu dùng sự hào nhoáng phô trương bên ngoài để che giấu sự tự ti mặc cảm bên trong. Có câu nói rằng nghèo không phải cái tội, nhưng nghèo thì vô hình chung đã trở thành nỗi xấu hổ của nhiều người. Xấu hổ vì cái gì? Suy cho cùng, chúng ta tự ti mặc cảm đều là do vấn đề hư vinh, thể diện với người ngoài. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể thường xuyên phát hiện không ít người bên cạnh luôn ra vẻ giàu có trong những trường hợp đông người để tăng thể diện. Chẳng hạn như nếu họp lớp, họ sẽ tranh trả tiền bằng thẻ tín dụng. Không quên nói điện vài câu như là: "Ai mà tranh trả tiền với tôi thì chính là coi thường thằng bạn này." Đằng sau bữa tối hào phóng đó, có thể họ sẽ phải tằn tiện từng đồng tiền đi lại, ăn uống của một tháng sau. Hoặc là khi họ hàng tụ tập vào dịp lễ Tết, ăn dỗ, một số người không ngừng khoe khoang về nghề nghiệp của mình, thậm chí còn cố tình bịa đặt con số tiền lương và thu nhập để giữ thể diện. Những hành động này đều tạo thành một loại cảm giác hư vinh phù phiếm, giúp họ giành được sự tôn trọng của người xung quanh. Bản chất được che giấu đằng sau chỉ có sự tự ti và mặc cảm. Về cơ bản, mọi người đều đang theo đuổi tâm lý chung, tham phú phụ bần. Càng là người trẻ, ít có cơ hội chiêm nghiệm về đời thì tâm lý này lại càng mãnh liệt. Làm con cái, họ không muốn cha mẹ mình bị khinh thường. Làm hàng xóm, họ không muốn bị mọi người xung quanh không quan tâm. Làm một con người, họ không muốn lòng tự trọng bị đả kích. Do đó họ lựa chọn giả vờ, khoác lên mình tấm áo hào phóng và giàu có để tự thổi phồng bản thân. Kiểu thứ hai, người giàu giả nghèo để tự bảo vệ mình. Nếu người nghèo giả vờ giàu là một mặc cảm tự ti, thì người giàu giả vờ nghèo là một loại tâm lý tự bảo vệ mình. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm vẫn có khách tìm. Sự giàu có đôi khi cũng mang lại cho họ rất nhiều rắc rối, đó có thể là rắc rối từ người thân, bạn bè hoặc thậm chí là những người xa lạ. Họ hàng có thể lấy quan hệ huyết thống để truy cầu sự trợ giúp. Nếu từ chối, bọn họ có thể công khai lên án bạn bằng vô số ngôn từ chính nghĩa và đạo đức con người. Bạn bè lại mượn danh nhân nghĩa để tiếp cận các cơ hội tiến thân tốt hơn thông qua mối quan hệ với bạn. Những người càng có danh vọng hay vật chất thì càng khó kiểm soát được dục vọng, tham muốn của bản thân cũng như những người xung quanh. Hơn nữa, người ta càng đặt kỳ vọng vào họ cao hơn những người khác. Những việc mà họ làm nếu như không đạt được kết quả như mọi người mong đợi thì sẽ khiến người ta nảy sinh tâm oán hận. Đó chính là lý do mà người xưa thường nói: người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Sự im lặng đôi khi là cách họ tự bảo vệ chính mình. Tiền bạc của người giàu cũng không rơi xuống từ trên trời. Cuộc sống ổn định cũng không phải người khác đem cho. Họ kiếm tiền không dễ nên lại càng phải cẩn trọng và đề phòng những ai tiếp cận họ với tâm lý lợi dụng. Kiểu thứ ba, giàu cũng được, nghèo cũng được, quan trọng là tự do tự tại. Nếu có người hỏi trên đời có kiểu người thứ ba hay không thì câu trả lời là có. Ngoại trừ người giàu giả nghèo và người nghèo giả giàu như hai trường hợp trên,
Còn một kiểu đối tượng, họ có thể nghèo, cũng có thể giàu, cũng có thể chẳng nghèo chẳng giàu, nhưng họ tôn trọng chính cuộc sống thực của mình và không cần khoác lên mình bất cứ vỏ bọc nào. Có người từng nói, quá khiêm tốn cũng là một kiểu khoe khoang. Chẳng hạn một người đạt điểm 10 duy nhất trong cuộc thi nhưng lại luôn miệng nói, cũng thường thôi, mình chỉ học qua qua thôi mà, thì phản tác dụng hoàn toàn. Cho nên, quá kiêu ngạo để che giấu sự tự ti hay quá khiêm tốn để tự bảo vệ đều là một loại thái độ cực đoan. Chỉ sống tự tại ngay trong hiện tại, không cần thể hiện hào nhoáng, không cần khoe khoang gì nhiều và sự im lặng an tĩnh mới thực sự đem tới cho con người cảm giác bình yên nhất. Các bạn thân mến, cho dù là người giàu giả nghèo hay là người nghèo giả giàu thì cũng không thể so sánh bằng một người có cuộc sống ung dung, tự tại. Có lẽ trong đầu bạn lúc này đang xuất hiện một dấu hỏi lớn, vậy muốn sống tự tại thì phải làm thế nào đây? Nếu bạn đem câu hỏi này đi hỏi những người thành công và giàu có, bạn sẽ nhanh chóng nhận được chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của cuộc sống tự tại. Tất cả chỉ nằm gọn trong 4 chữ, tự do tài chính. Vậy tự do tài chính là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể đạt đến sự tự do về mặt tài chính? Hãy cùng Bí quyết thành công đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Tự do tài chính bạn có thể hiểu đơn giản rằng đó là khi thu nhập thụ động của bạn lớn hơn khoản chi tiêu cần có của bạn. Chẳng hạn, thu nhập thụ động của bạn là 10 triệu đồng một tháng, chi tiêu hàng tháng của bạn chỉ có 7 triệu đồng mà thôi. Như vậy bạn đã là tự do tài chính rồi. Trong định nghĩa trên lại xuất hiện thêm khái niệm thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động giải thích một cách ngắn gọn, đó là thu nhập không chủ động. Nói một cách dễ hiểu hơn thì thu nhập thụ động là những thu nhập mà bạn vẫn có nó trong thời gian bạn không làm việc. Chẳng hạn như bạn có một ngôi nhà cho thuê hàng tháng thì bạn vẫn có thu nhập dù không làm việc trong thời gian đó. Hay bạn có một khoản tiền gửi tiết kiệm thì bạn vẫn nhận được lãi hàng tháng dù không làm việc. Đó là những ví dụ cơ bản nhất. Còn trong thời đại 4.0 này có rất nhiều hình thức để có thu nhập thụ động như làm YouTuber, blogger, bán khóa học online. Khác với việc bạn làm những công việc trả lương theo giờ hay làm nhân viên 8 tiếng tại văn phòng. Khi bạn ngừng công việc là bạn không có tiền. Bạn không nên hiểu sai khái niệm rằng thu nhập thụ động có nghĩa là không làm gì mà vẫn có tiền nhé. Vì thực chất để có được nguồn thu nhập thụ động đó, ban đầu bạn cần tốn rất nhiều công sức. Có điều khi đã hình thành nguồn thu nhập thì bạn cần rất ít công sức hoặc không mất công sức mà vẫn có tiền, ngay cả trong khi bạn ngủ. Nói tóm lại thì thu nhập thụ động là một phần rất quan trọng của tự do tài chính. Vậy làm thế nào để chúng ta đạt đến sự tự do về mặt tài chính? Bạn cũng đang băn khoăn điều này đúng không? Phần lớn mọi người luôn nghĩ rằng để tự do tài chính chúng ta cần phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn. Điều này không hẳn đúng vì nếu chúng ta cố gắng làm việc nhiều hơn để kiếm tiền, nhưng sau đó lại dùng tiền để sống xa hoa, vượt quá khả năng chi trả, thì bạn mãi chỉ sống trong vòng xoáy kiếm tiền để thanh toán hóa đơn mà thôi. Càng vất vả kiếm được tiền thì lại càng chi tiêu để xả stress. Càng tiêu nhiều thì càng cần làm việc nhiều hơn để kiếm tiền trả hóa đơn. Vòng xoáy này như khi bạn buộc một cái lon vào con chuột và thả nó vào một vòng tròn. Con chuột sẽ chạy và nghĩ rằng có người đuổi theo đằng sau, chạy mãi đến khi kiệt sức thì thôi. Mỗi bất đẳng thức đều có hai vế và vế quan trọng hơn trong trường hợp này mà bạn có thể làm được ngay là bạn hãy giảm chi tiêu hàng tháng của bạn xuống. Điều này quan trọng hơn việc bạn kiếm thu nhập. Đừng hiểu lầm ý mình là không cần kiếm thêm thu nhập nhé, chỉ là nó quan trọng và dễ thực hiện ngay lúc này thôi. Một người có thu nhập 30 triệu một tháng mà tiêu hết không giữ lại đồng nào thì còn không bằng một người có thu nhập 7 triệu một tháng mà tiết kiệm được 2 triệu một tháng. Thậm chí có rất nhiều người còn tiêu vượt qua cả thu nhập hàng tháng của mình với các khoản nợ tín dụng, vay tiêu dùng, vay trả góp vân vân. Bạn đang đánh đổi tương lai tài chính của mình bằng những lợi ích nhất thời. Thay vì thu nhập sẽ được tăng lên bằng các khoản lãi tiết kiệm, đầu tư nhờ lãi kép thì bạn quyết định trả lãi cho ngân hàng với các khoản vay mà lãi suất tính ra theo lãi kép sẽ khiến bạn hết hồn. Vì vậy, bước đầu tiên để đi đến tự do tài chính mà chúng ta cần làm đó là tiết kiệm. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi những tỷ phú giàu nhất thế giới như Warren Buffett, Bill Gates vẫn ăn trong các nhà hàng ăn nhanh ở McDonald's, bình dân trị giá chỉ 3 đô la Mỹ, lái những chiếc xe bình dân. Bạn sẽ nhận ra giá trị của tiết kiệm càng rõ rệt trong những ngày khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Rất nhiều công ty cửa hàng phải ngừng hoạt động, người lao động giảm thu nhập, thậm chí là không có thu nhập trong những ngày này. Nếu không có khoản tiết kiệm dự trữ mà tiêu hết thu nhập thì có lẽ bạn đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn. Và có lẽ khó khăn sẽ vẫn còn dù hết dịch khi kinh tế thế giới sẽ hứng chịu suy thoái do dịch bệnh gây ra. Tuy nhiên bạn cũng không nên buồn vì lạc quan mà nói thì đây chính là cơ hội để bạn làm quen với cuộc sống tiết kiệm khi nhà hàng, quán ăn, các dịch vụ giải trí đóng cửa. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên để tự do tài chính, bước đầu tiên là hãy tiết kiệm. 1. Sống tối giản là một sự lựa chọn tốt nhất. Lối sống tối giản có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt để giúp bạn sống tiết kiệm hơn. Mình sẽ thử đưa ra vài luận điểm để thuyết phục bạn rằng lối sống này sẽ rất tốt cho mục tiêu tiết kiệm và tương lai tài chính của bạn. Bạn thử xem có hợp lý không nhé. 2. Hãy chi tiêu theo đúng nhu cầu của bản thân.
Bạn thân mến, sống tối giản là loại bỏ đi những điều không cần thiết hoặc không cần dùng đến, tạo một không gian sống gọn gàng, từ đó cuộc sống cũng trở nên đơn giản hơn. Chẳng hạn bạn có thực sự cần đến 7749 bộ váy, quần áo trong tủ quần áo của bạn không? Hình như có rất nhiều bộ mua về bạn còn chưa mặc hoặc chỉ mặc vài lần phải không? Vậy mà bạn vẫn ngồi thở ngắn than dài rằng không có gì để mặc. Bạn có cần đi ăn những bữa buffet đắt tiền để rồi chen lấn xô đẩy nhau để lấy núi thức ăn về bàn? Sau đó cố sức ăn hết để đỡ lỗ rồi thành tra tấn dạ dày của bạn không? Hay chỉ cần một bữa ăn với chi phí rẻ hơn một nửa, vừa ngon vừa có thời gian để nói chuyện với người ngồi cùng? Chúng ta thường xuyên chi tiêu nhiều cho những thứ không cần thiết và vượt quá nhu cầu của mình mà không hay biết. Khi bạn loại bỏ đi những thứ không cần thiết, chỉ mua những thứ cần thiết theo đúng nhu cầu của mình thôi, như vậy là bạn đã tiết kiệm được một khoản kha khá đấy chứ. 3. Hãy loại bỏ bớt những thứ không cần thiết. Nếu bạn đang sở hữu những thứ không thực sự cần thiết với cuộc sống của mình, như quá nhiều quần áo không dùng đến, đồ công nghệ, nội thất, bạn hãy bán bớt những thứ này đi chứ đừng tiếc vì mua tốn nhiều tiền. Bạn để đấy không dùng thì với bạn nó vô giá trị và giá trị của nó cũng sẽ càng ngày càng giảm về con số 0. Bán sớm thì bạn vẫn sẽ thu được một khoản tiền. Bạn cũng có thể mua những đồ cũ mà mình cần trên đó vì giá trị sử dụng vẫn thế và bạn tiết kiệm được nhiều so với việc mua đồ mới. Đồng thời cũng là bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nữa. Một công đôi việc đúng không nào? 4. Bớt phân tán sự chú ý vào điều không cần thiết. Bớt sự phân tán chú ý vào việc ăn gì, mặc gì, lướt Shopee hay Tiki để săn khuyến mãi. Mặc dù bạn cũng chẳng thực sự cần những món đồ đấy, bạn chỉ đang muốn không bỏ lỡ một món đồ được giảm giá mà thôi. Thực ra sống tối giản không chỉ là về vật chất mà còn ở tinh thần hay cách bạn tiếp cận các vấn đề nữa. Đó có thể là loại bỏ bớt các mối quan hệ không cần thiết, các ứng dụng không cần thiết trên điện thoại, loại bỏ bớt các trang báo mạng. Thời gian đó bạn sẽ dành cho việc đọc sách, tìm kiếm một sở thích mới, trau dồi kiến thức, có nhiều thời gian hơn cho bản thân và những người xung quanh, tìm cách kiếm nguồn thu nhập mới. Điều này chắc chắn sẽ có lợi ích cho việc tăng thêm thu nhập của bạn. Chắc bạn vẫn còn nhớ đến cố CEO Apple Steve Jobs với bộ quần jeans và áo thun cổ lọ huyền thoại, hay người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg với tủ đồ toàn áo thun màu xám chứ. Đó là cách họ tránh sự phân tâm vào những điều không cần thiết. Chúng ta không cần phải đến mức gắt như vậy, nhưng giảm bớt những thứ không cần thiết đó sẽ giúp bạn sống thật hơn, thanh thản hơn và tập trung khai quật những tiềm năng của bản thân và làm những công việc mình yêu thích. Khi đó, chất lượng cuộc sống và thu nhập của bạn chắc chắn sẽ tăng theo. Các bạn thân mến, để đạt được sự tự do về mặt tài chính cũng như sống ung dung tự tại giữa cuộc đời thì chúng ta cần bắt tay và hành động nhiều hơn là tiếp tục ngồi đó và mơ ước đúng không nào? Ngay từ ngày hôm nay, hãy lập ra những kế hoạch cụ thể để nuôi dưỡng khoản thu nhập thụ động của chính mình lớn lên từng ngày. Và cũng đừng quên sống thật đơn giản, loại bỏ những điều không cần thiết ra khỏi cuộc sống của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Xin chào và hẹn gặp lại!